Anh nhà thua rít thiên nếp nông bình cho bình nít mơ mô tô chiêng mùi bọn cường nơi kliang OCIC kroi đỏ hốt bì công si bằng trăm nơi kliang rung xeo. Lúc kliang hốt áp bà rông rít thiên nếp nông bình bán đất nông mân trái châm niên xã hạ ca chiêm mùi nơi giặt tà có á chi và cam mà cho lần nạ vật thổ nâng bằng trăm cho thua ca trốt bình nít mơ mô tô đại bán đỏ hốt bì kliang bằng trăm con lòng mọc nâng bánh chạy mô tô ná sọp chạp bạp rư mân sọp bạp đâm bay rốc nơi tệ vị thi đọc sài chôn đo mà chạc vĩnh rồi tế bắt ca ní cho trốt bình nít rồi tế bắt ca cho trốt bình nít ní phơ lăng nở bực ngay tìm mà phay phần bay khai bên nha chân nam bì bòn mà phay bay lô kliang hốt bàn lực lăng thả nở bên ní miền ca cho rùm xa hạ ca chì môi nơi giặt tà có à chì và cam à cho lần nạ vật thổ nâng bánh chạm đâm bay trốt bình nít mơ thả ta mô tô ná môi xong sọp tam chbap rư co man som srop tam phlâu chbap dam bai doh srai banchop rương tang ni oh hai chap dam monto ka choh pinit meul khliang bancham khos chbap monto tiet lok apiba rong rethini phnom penh ban banchak phong dae tha chompuoh moto na dae mien chbap rư man mien chbap anya thoa nang thveu ka nyaik dach doy laich pi khnia knong nu jeung ban prokol chuun niyattako achivakam acholana vatthu nang bancham doy oy mchah ti tang khliang bancham tieng oh យកឯកសារពាក់ព័ន្ធមកជាមួយក្នុងករណីម៉ូតូទាំងនោះมันមានឯកសារត្រឹមត្រូវនិងបន្តធ្វើនីតិវិធីមួយទៀតលោកបានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបាត់ម៉ូតូសូមអញ្ជើញមកពិនិត្យមើលម៉ូតូរបស់ខ្លួននៅឃ្លាំងស្តុកទុកម៉ូតូ OCIC ជ្រោយចង្វាដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាដោយត្រូវកាន់ឯកសារពាក់ព័ន្ធមកជាមួយដូចជាពាក្យបណ្ដឹងកាតគ្រីម៉ូតូនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចំពោះទីតាំងនៅ OCIC នេះអាជ្ញាធរបានបើកទ្វាររងចាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពិនិត្យមើលម៉ូតូជាប់ជាប្រចាំ